viên Lào phát biểu, U22 Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ và xứng đáng là ứng viên vô địch. Huấn luyện viên Michael Weiss của U22 Lào đánh giá cao U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cho danh hiệu vô địch SEA Games 32. U22 Lào chưa thể có điểm số đầu tiên tại SEA Games 32. Sau hai trận thua trước U22 Việt Nam, 0-2, và U22 Malaysia, 1-5, đội bóng của huấn luyện viên Michael Weiss tiếp tục thất bại trước U22 Thái Lan với tỷ số 1-4 trong trận đấu lúc 16 giờ hôm nay 8 tháng 5. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Weiss đánh giá, U22 Lào đã cố gắng làm gì đó trước U22 Thái Lan, nhưng bàn thua thứ 3 trước khi bước vào giờ nghỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Trước đó, U22 Lào đã chơi tốt trước U22 Việt Nam, sau đó đến trận tiếp theo lại vỡ vụn 1-5 trước U22 Malaysia. Hôm nay, U22 Lào thua trước hai bạn trong 4 phút, nhưng đã chơi cố gắng. Ông Michael Weiss cũng khen ngợi học trò khi đã ghi được một bàn vào lưới U22 Thái Lan. Sức mạnh của U22 Lào không còn nhiều. Chúng tôi muốn làm điều gì đó nhưng không thể vì đã cạn kiệt năng lượng. Ghi được một bàn dẫu sao đã là điều tuyệt vời, huấn luyện viên Weiss khẳng định. Nói về các đội bóng cạnh tranh cho ngôi vô địch SEA Games 32, huấn luyện viên Michael Weiss đánh giá cao U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia. U22 Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Dù khởi đầu hơi khó khăn, nhưng chơi ngày càng tốt. Họ có lối chơi trực diện, ban bật 2, 3 chạm ở tốc độ rất cao. Họ chứng tỏ bản thân có sức mạnh nội tại. Trong đó, U22 Thái Lan rất mạnh với 3 trận toàn thắng cùng lối chơi kiểm soát bóng. Họ có hàng thủ rất mạnh, khó đối mặt với khung thành, có những đường chuyền xé toang tuyến phòng ngự đối thủ. U22 Indonesia cũng là ứng cử viên vô địch, huấn luyện viên Weiss chia sẻ thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.